quan trọng công tác đổi mới ban sẽ cần những hoạt động trong kéo dài và chúng ta phải có những kế hoạch để có được kết quả tốt hơn, tạo ra bộ máy tổng thống to hơn, thứ hai là việc tổ chức đảng bộ và phòng chống dịch. Go further. The brakes, take your hand off the water. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.